Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh đăng móc của chị Hemet. Ở bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một cái mẫu áo 2 dây với dáng xòe rất là dễ thương như thế này. Thì đây là một mẫu áo mình đã móc sẵn để cho mọi người dễ hình dung về bài hướng dẫn này nha. Thân trước của áo mình có móc thêm những cái bông hoa để tạo điểm nhấn cho phần thân trước này. Nếu mà mọi người móc hoàn toàn theo hướng dẫn thì dành cho bé từ khoảng 20 đến khoảng 25kg trở lại. Và ngoài ra mình sẽ có hướng dẫn tăng giảm size theo số đo nên mọi người hoàn toàn có thể móc được, cho bé lẫn người lớn đều được nha. Nếu mà mọi người xem bài hướng dẫn của mình mà thấy hay á, thì mọi người nhớ ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký kênh để tạo động lực cho mình tiếp tục ra những video rất là dễ thương như thế này nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau móc cái mẫu áo này. Và để móc một cái mẫu áo xinh xắn như thế này thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Về chất liệu mình sử dụng để móc cái mẫu áo này cho bé là sợi fingering. Thì đây là một cuộn sợi fingering và một cuộn như vậy nó sẽ nặng 100g. Kích thước của sợi là 1mm và nó sẽ có 4 sợi nhỏ chập lại với nhau như thế này. Kim móc mình sử dụng ở đây là kim móc 1.75. Ngoài ra thì còn có thêm kéo cắt len, kim khâu len. Đó là những dụng cụ không thể thiếu khi các bạn đang móc một cái sản phẩm nào đó. Thì ngoài chất sợi và kim móc mình vừa giới thiệu xong cho mọi người ở đây á, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ các loại len sợi nào khác đều có thể móc được cái mẫu áo này nha. Tại vì cái mẫu áo này hướng dẫn theo số đo nên các bạn chỉ cần lấy số đo của bé là móc được. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính toán cái cách móc cái mẫu áo này và dãy bính ban đầu của cái mẫu áo này theo số đo nha. Ở cái mẫu áo này mình sẽ hướng dẫn cho bé 6 tuổi và tầm trong khoảng 20 đến 25kg là có thể mặc được cái mẫu áo mình hướng dẫn ở đây nha. Ngoài ra nếu mà bạn nào không có số ký giống như mình hướng dẫn ở đây thì các bạn có thể tính dãy bính ban đầu và móc theo số đo như mình hướng dẫn như sau. Ở đây mình sẽ lấy hai số đo, đó là số đo ngang vai và số đo vòng ngực của bé. Sau đó thì các bạn sẽ đo tiếp cho mình từ phần đỉnh vai xuống phần nách là bao nhiêu centi. Thì các bạn sẽ giống cái phần đặt cái đầu cái thước ở phía trên đỉnh cái phần vai và các bạn kéo xuống ngang với phần nách của phần nách giao với phần tay á đó. Và các bạn xem cho mình là bao nhiêu centi, thì đây chính là cái centi mà chúng ta sẽ móc của phần dây áo phía trước cũng như là phía sau nha. Cái này mà mình nhân đôi lên á là ra cái phần dây áo, nó sẽ ra độ dài của phần dây áo á. Tiếp theo là các bạn sẽ tính cho mình số bính ban đầu của cái phần dây áo, tức là cái độ rộng của phần dây áo nha mọi người. Ở đây các bạn sẽ lấy số đo vai, các bạn sẽ trừ cho số đo của 2/3 vai, tức là các bạn sẽ lấy 2/3 của 30 nè. Lấy 30 trừ cho 2/3 của 30. Và mình sẽ tính 2/3 của 30 là bằng 20 á mọi người. Sau đó thì bằng kết quả bao nhiêu các bạn sẽ lấy kết quả đó, các bạn sẽ chia cho 2. Và bằng cái số centi này thì các bạn sẽ móc cái dãy bính bằng số centi này cho mình. Thì ở đây mình ví dụ cụ thể ở cái size áo mình móc luôn cho mọi người xem nè. 30cm trừ cho 20. 20 là 2/3 của cái số đo ngang vai á mọi người. Sau đó mình sẽ bằng 10cm nha. 10cm này mình sẽ chia đôi ra là bằng 5. Thì tức là mỗi cái phần vai áo dãy bính đầu tiên mình sẽ móc nó sẽ bằng 5cm này nè. Tức là đây chính là độ rộng của phần dây áo phía trên nha. Thì bây giờ mình sẽ móc cái dãy bính đầu tiên tương ứng với 5cm ở đây nha mọi người. Sau khi mình móc được 12 mũi bính thì mình thấy 12 mũi bính này nó đã tương ứng với 5cm rồi nha mọi người. Ở đây thì mọi người sẽ kéo căng cái phần dãy bính ra cho mình nha, rồi đo nha mọi người. Thì mình sẽ kéo căng dãy bính mình đo này. Đó, thì các bạn thấy không? 12 dãy bính của mình đã bằng 5cm rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc tiếp những dòng móc tiếp theo như sau. Ở đây khi khởi tạo được 12 mũi bính thì mình sẽ lên tiếp 3 mũi bính nữa. 1, 2, 3. Thì 3 cái mũi bính mình vừa lên là mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên trên cái dòng móc này, dòng móc số 1 của phần dây áo. Tiếp theo thì các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc lại và đâm kim vào cái mũi bính thứ 11, tức là cái mũi bính thứ 12. Rồi các bạn sẽ lên 3 cái mũi bính đúng không? Thì các bạn sẽ lùi lại một cái mũi bính cho mình, tức là cái mũi bính thứ 11 của dây bính. Các bạn sẽ đâm kim vào cái mũi bính này và móc vào đây cho mình làm một mũi kép đơn. Vậy là mình đã có hai mũi kép đơn đầu tiên rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ còn 10 cái mũi bính, và 10 cái mũi bính này các bạn sẽ lần lượt móc cho mình mỗi mũi bính như vậy là một mũi kép đơn. Sau khi móc xong dòng móc đầu tiên,
mình sẽ quay ngược cái đầu móc lại và lên 3 mũi bính. Thì 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên trên cái dòng móc số 2. Ở đây các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ 2 và móc cho mình vào đây một mũi kép đơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ còn 10 chân móc còn lại. Ở đây 10 chân móc còn lại trên dòng móc số 2 này, mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho tới hết cái dòng móc này. Thì các bạn sẽ lưu ý cho mình cái mũi chân móc cuối cùng nó sẽ nằm ở cái mũi bính thứ 3. Tức là khi mà các bạn móc 12 mũi bính, các bạn sẽ lên tiếp mũi bính thứ 14, 13, 14, 15. Thì cái chân móc cuối cùng của cái dòng móc số 2 nó sẽ nằm ở cái mũi bính thứ 15 này. Đây, cái mũi bính thứ 15 mà các bạn đã móc lên trước đó. Và khi mà các bạn móc cuối cái dòng móc này, các bạn quay ngược lại để móc dòng móc tiếp theo, dòng móc số 3, thì cái chân móc cuối cùng của dòng móc số 3 nó sẽ nằm ở trên cái mũi bính thứ 3 của dãy 3 mũi bính đầu tiên mà khi các bạn móc cái dòng móc số 2 này. Mọi người lưu ý để móc cho nó đủ số chân móc trên mỗi hàng móc nha. Tại vì mỗi hàng móc như vậy chúng ta sẽ có là 12 mũi kép đơn á. Nên là mọi người lưu ý giùm mình cái vị trí cuối cùng trên mỗi dòng móc nha. Sau khi mà mình móc xong cái dòng móc số 2 á, thì những cái dòng móc sau đó các bạn sẽ móc cho mình giống như dòng móc số 2 mình vừa hướng dẫn xong. Tức là chúng ta sẽ móc 12 kép như vậy cho đến khi cái phần dãy bính chiều cao của cái mạch này nè, nó bằng khoảng tầm 9cm nha, là mọi người dừng lại. Tại vì phần dây áo này nó các bạn sẽ móc 10cm, nhưng mà ở đây thì mình sẽ móc 9cm của mảnh móc đầu tiên là mình phải dừng lại rồi. Tại vì một cái hàng móc này nó khoảng tầm là 1cm á mọi người. Khi mọi người móc tới cái hàng móc nào đó, mọi người phải kéo căng cái phần mảnh này nè để đo cho chính xác nha. Thì đây mình sẽ tiếp tục móc những hàng móc sau đó. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Sau khi mình móc liên tục được 8 hàng móc thì phần mảnh này nó đã gần bằng 9cm rồi nha mọi người. Thì đây nè, lúc mình đo đúng không, nó chỉ mới 8cm, nhưng mà mình kéo căng cái mảnh này ra thì nó bằng 9cm rồi. Như mình nói trước đó là khi mình kéo căng và đo khoảng tầm được 9cm thì mình sẽ dừng lại. Thì đây nè, mọi người thấy không, nó bằng 9cm rồi nè. Thì mình sẽ cắt sợi đi. Ở đây nè, đây là mũi móc cuối cùng đúng không? Các bạn sẽ lấy sợi kéo qua cái mũi móc này, sau đó mới cắt sợi nha. Đó, vậy là mình đã xong được cái phần vai áo phía trước với 8 cái hàng móc như vậy. Tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình một cái phần móc giống như cái mảnh móc đầu tiên đây, mình vừa móc xong cho mọi người đây. Nhưng mà thay vì các bạn móc 8 hàng ra đây thì các bạn sẽ móc 9 hàng cho mình nha. 9 hàng nó sẽ tương ứng với 10cm nha mọi người. Mảnh đầu tiên mình chỉ móc 9cm, nhưng mảnh thứ hai mình móc 10cm luôn nha. Thì mình sẽ gặp lại mọi người sau khi mọi người móc xong hàng móc số 9 của mảnh móc thứ hai nha. Ở đây sau khi mình móc xong mảnh móc số 2 với 9 cái hàng móc như thế này thì nó đã bằng số centi đầu tiên mà mình đã tính được khi mình đo được cái phần dây áo. Thì đây nó sẽ bằng 10cm rồi nha mọi người. Thì đây là mảnh móc đầu tiên, mình đã móc 8 hàng móc trước đó nè. Bây giờ mình sẽ nối phần mảnh số 1 và mảnh số 2 lại với nhau bằng cách như sau. Thì ở đây khi các bạn móc xong hàng số 9 của mảnh móc số 2 á, thì bây giờ các bạn sẽ lên cho mình cái dãy bính. Và cái dãy bính này nó sẽ bằng 1/2 số đo vai của bé. Ví dụ vai của bé mình là 30cm thì mình sẽ móc một dãy bính bằng 1/2 của 30. Tức là dãy bính này nó sẽ được 15cm nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lên dãy bính nha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi mình móc một cái dãy bính gồm có 35 mũi bính rồi, thì 35 mũi bính này khi mình kéo căng hết cỡ thì mình đo nó được khoảng 15cm. Thì khi các bạn nhớ lên cái dãy bính này nè, các bạn đo thì các bạn phải kéo căng cái dãy bính ra để đo nha mọi người. Thì mình móc 35 mũi bính đã bằng 15cm rồi á, thì bây giờ mình sẽ nối vào cái mảnh đầu tiên, vào cái mảnh đầu tiên mình đã móc trước đó. Thì mảnh đầu tiên gồm có 8 hàng móc nè. Đây, cái chân móc cuối cùng của mảnh móc đầu tiên là nằm ở vị trí này. Các bạn sẽ lật ngược qua lại để móc vào chân móc cuối cùng của cái dòng móc số 8 của mảnh móc đầu tiên. Thì các bạn sẽ đưa cái mảnh móc lên như thế này. Và trong quá trình các bạn móc mũi kép ở đây á, thì các bạn sẽ kẹp luôn cái phần sợi thừa này đi để giấu luôn phần sợi này nha.
Ở đây thì mình sẽ bắt đầu quấn một vòng len trên kim móc này. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào chân móc cuối cùng của mảnh móc đầu tiên. Mình sẽ móc vào chân móc này một mũi kép đơn. Sau đó thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho tới hết cái dòng móc này. Thì bây giờ ở mảnh móc đầu tiên này, sau khi mà mình móc xong cái hàng móc này á và nối được với mảnh thứ hai, thì hai cái phần mảnh này nó đã có số hàng bằng nhau rồi nha mọi người. Mảnh số 2 bằng 9 hàng nè. Khi mình nối qua đây, móc tiếp ở đây thì mảnh số 1 nó cũng có 9 hàng và hai mảnh này nó đã bằng số hàng của nhau rồi nha. Sau khi mình móc nối được hai cái phần dây áo lại với nhau như thế này thì bây giờ mình sẽ xuống hàng móc đầu tiên của phần thân giữa của áo. Thì ở đây mình sẽ lên 3 mũi bính. Sau đó thì mình sẽ quay ngược dòng móc lại. Và ở đây thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên và móc tiếp vào đây cho mình thêm một mũi kép đơn. Tức là ở chân móc đầu tiên của dòng móc này mình đã tăng lên thêm một mũi kép nữa. Vậy là chân móc đầu tiên mình đã có hai mũi kép đơn rồi nha. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho tới cái vị trí bắt dãy bính 35 mũi bính mà mình đã móc kết nối giữa mảnh móc đầu tiên và mảnh móc số 2 của cái phần dây áo. Thì khi mà các bạn móc tới cái vị trí 35 cái mũi bính ở đây nè, thì 35 mũi bính đó các bạn sẽ lần lượt móc mỗi mũi bính là một mũi kép đơn nha. Mình sẽ lần lượt móc mỗi mũi bính là một mũi kép đơn cho đến khi các bạn qua những chân móc của mảnh móc còn lại, cái phần vai áo còn lại, thì các bạn sẽ móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho tới chân móc cuối cùng. Thì ở chân móc cuối cùng mình sẽ tăng một mũi kép, tức là chân móc cuối cùng mình sẽ móc là hai kép đơn trong một chân móc, nó sẽ giống như chân móc đầu tiên nha. Sau khi mình móc tới chân móc cuối cùng ở đây thì mình tăng thêm một mũi kép thành hai mũi kép đơn. Ở đây thì mình sẽ có được một cái dòng móc đầu tiên của phần thân giữa của áo ở đây nè. Tiếp theo thì ở dòng móc tiếp theo các bạn cũng móc như dòng móc mà các bạn vừa móc xong. Tức là chúng ta sẽ tăng mũi ở đầu hàng, cuối hàng của mỗi dòng móc như vậy. Ở đây mình sẽ quay ngược dòng móc lại và lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên. Thì các bạn sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này và tiếp tục móc tiếp vào đây cho mình thêm một mũi kép đơn nữa. Thì chân móc đầu tiên này mình sẽ có là hai mũi kép đơn. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt móc từng chân móc là một mũi kép đơn cho tới chân móc cuối cùng. Thì ở chân móc cuối cùng trên cái dòng móc này á, các bạn sẽ móc vào đó cho mình là hai mũi kép đơn trong một chân móc. Thì bây giờ mình sẽ tăng mũi ở đầu hàng và cuối hàng, tạo cái độ xòe ra cho cái phần thân áo dưới này á, để cho đến khi nào các bạn sẽ móc tăng mũi cho đến khi nào các bạn đo cái vị trí từ cái vị trí góc bên này cho tới vị trí góc bên này nè bằng 1/2 số đo vòng ngực của bé thì các bạn dừng lại nha mọi người. Sau khi mình móc được 5 hàng móc thì mình đo chiều ngang của phần mảnh móc này nó đã bằng số đo vòng ngực của bé rồi, thì đây mình không có co giãn nha mọi người. Đây nè, khi mình đo không có chưa tính độ co giãn của áo, nó đã gần bằng hơn 29cm rồi. Thì khi mà nó giãn ra bằng 30cm thì nó bằng 1/2 số đo vòng ngực rồi nha. Thì tới hàng móc số 5 của phần mảnh đầu tiên ở đây thì mình sẽ dừng lại nha. Thì đây là chân móc cuối cùng trên cái mảnh móc đầu tiên ở đây. Thì ở cái hàng móc số 5 này, sau khi mình tăng ở chân móc cuối cùng 1-2 mũi kép đơn ở chân móc này nè, mình sẽ lấy sợi kéo qua chân móc này, sau đó thì mình sẽ cắt sợi đi, rút phần sợi này lên. Vậy là mình được một mảnh đầu tiên của phần thân áo như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình mảnh thứ hai giống hoàn toàn như cái mảnh đầu tiên mình vừa móc xong ở đây nha. Đây, 9 hàng ở phần vai dây áo, xuống đây 5 hàng. Nhưng các bạn lưu ý cho mình ở mảnh móc thứ hai thì các bạn sẽ móc 6 hàng cho mình nha. Ở đây nè, 1, 2, 3, 4, 5. Thay vì mình tăng mũi 5 hàng liên tiếp thì ở mảnh móc số 2 mình sẽ tăng mũi 6 hàng liên tiếp. Và sau khi các bạn móc xong dòng móc thứ 6
của mảnh móc thứ hai á, thì các bạn sẽ dừng lại, không có cắt sợi để mình tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Sau khi mình móc xong hàng móc số 6 của mảnh móc số 2 thì bây giờ mình sẽ ráp cái mảnh móc số 2 và mảnh móc đầu tiên lại với nhau. Thì đây là cái chân móc cuối cùng trên cái mảnh móc thứ hai của hàng móc số 6. Thì bây giờ trước khi mình ráp vào cái vị trí mảnh móc số 1 trước đó thì các bạn sẽ lên cho mình 6 mũi bính. 1 2 3 4 5 6. Và ở đây mình sẽ thêm 6 mũi bính cho tất cả các size áo nha mọi người. Sau khi mình lên 6 mũi bính rồi thì mình sẽ quấn một vòng len trên kim, đâm kim vào cái mũi cuối cùng của cái dòng móc số 5 của mảnh móc số 1 trước đó. Thì mình sẽ đâm kim vào cái vị trí chân móc này và móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục mình sẽ móc tiếp vào chân móc này thêm một mũi kép đơn nữa. Tại vì mình sẽ, bên này mình đã tăng liên tục 6 hàng. Như trước đó ở mảnh móc đầu tiên á, thì các bạn sẽ tăng liên tục 5 hàng rồi. Thì hàng móc số 6 giống như mảnh móc số 2 mình vừa móc xong á, thì mình phải tăng tiếp ở dòng móc số 6 này của mảnh móc đầu tiên nha. Thì đây nè, ở chân móc đầu tiên mình đã tăng lên được một mũi kép. Tiếp theo thì những chân móc còn lại mình sẽ lần lượt móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho tới chân móc cuối cùng. Thì ở chân móc cuối cùng trên cái dòng móc này á, mình sẽ móc vào đó là hai mũi kép đơn chung một chân móc nha. Sau khi mình móc tới cuối cái dòng móc số 6 của mảnh móc số 1 ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên 6 mũi bính giống như phần nối trước đó để kết nối hai cái phần mũi cuối cùng lại với nhau. Thì đây, mình sẽ lên 6 mũi bính nha. 1 2 3 4 5 6. Thì mình sẽ đâm kim vào cái đầu, tức là cái chân móc đầu tiên của hàng móc số 6 của mảnh móc số 2 mình đã móc trước đó. Thì ở đây này, mình đã thêm mũi và móc được hai cái đầu này với nhau rồi. Bây giờ mình sẽ thêm mũi và nối vào cái đầu còn lại của cái mảnh móc trước đó. Thì đây, mình sẽ đâm kim vào cái mũi bính thứ ba của dãy 3 mũi bính đầu tiên trên cái dòng móc số 6 của mảnh móc số 2 và trượt một mũi trượt vào cái chân móc này. Đó, vậy là mình đã kết nối được hai mảnh với nhau, tạo thành một cái vòng tròn như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ xuống dòng móc đầu tiên của cái phần thân dưới của áo. Thì bây giờ dòng móc đầu tiên này các bạn sẽ móc cho mình như sau. Ở đây chúng ta sẽ quay ngược cái đầu móc lại và lên cho mình 3 mũi bính. Thì 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên trên cái dòng móc này. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào chân móc này và móc tiếp cho mình vào đây thêm một mũi kép đơn nữa. Thì ở chân móc đầu tiên này mình sẽ có tổng cộng là 2 mũi kép đơn. Tiếp theo thì chúng ta đã tới cái dãy bính 6, cái mũi bính kết nối ở cái phần nách áo. Thì 6 mũi bính này mình lần lượt móc mỗi mũi bính như vậy là 2 mũi kép đơn trong một mũi bính nha. Sau khi mình tăng mũi liên tiếp ở 6 cái mũi bính ở phần nách áo thì mình tới cái vị trí những mũi bính ở phần thân của áo. Thì những cái chân móc ở phần thân của áo ở đây thì chúng ta cũng sẽ lần lượt tăng mỗi chân móc là 2 mũi kép đơn chung một chân móc. Như ở cái dòng móc này thì tổng số cái chân móc so với dòng trước đó là tăng gấp đôi nha mọi người. Thì ở đây các bạn sẽ lần lượt móc mỗi chân móc như vậy là 2 mũi kép đơn cho đến qua 6 cái mũi bính ở phần nách trước đó nè. Phần nách còn lại đây thì 6 mũi bính này cũng móc mỗi mũi bính là 2 mũi kép đơn. Thì chúng ta sẽ sang cái phần thân còn lại ở đây. Phần thân này giống như phần thân trước đó, cứ một chân móc là 2 mũi kép đơn và cứ lặp lại như vậy cho đến khi chúng ta gặp lại cái vị trí 3 mũi bính đầu tiên trên cái dòng móc số 1 của phần thân dưới của áo ở đây nha. Sau khi mình móc tới cái vị trí mũi móc đầu tiên, tức là vị trí 3 mũi bính trên cái hàng móc đầu tiên của phần thân dưới của áo ở đây, thì mình sẽ đâm kim vào cái mũi bính thứ 3 của dãy 3 mũi bính đầu tiên này và móc một mũi trượt để kết thúc cái dòng móc đầu tiên này. Vậy là mình đã có dòng móc đầu tiên với tổng số mũi gấp đôi so với những cái dòng móc trước đó.
Tiếp theo thì các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc lại. Ở đây thì chúng ta mỗi lần móc xong một hàng móc thì chúng ta phải quay ngược đầu móc lại để móc dòng móc tiếp theo nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ lên 3 mũi bính, và 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên trên cái dòng móc này. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, tại vì chân móc đầu tiên đã có mũi kép rồi. Mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai, móc một mũi kép đơn. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục móc tiếp từng chân móc là một mũi kép đơn như vậy, và lặp lại cái thao tác này cho đến hết cái hàng móc này. Thì ở hàng móc này chúng ta sẽ có tổng số chân mũi, nó sẽ bằng hàng móc đầu tiên trên cái phần thân dưới của áo ở đây nha. Ở hàng móc này thì chúng ta không có tăng mũi nữa, mà chúng ta chỉ cần móc thẳng xuống thôi. Và sau khi mà các bạn móc tới cuối cái dòng móc này á, chúng ta sẽ đâm kim vào cái mũi bính thứ ba để trừ kết thúc hàng. Và sau đó, những dòng móc sau đó thì các bạn sẽ móc giống cái dòng móc này luôn nha, giống dòng móc số 2 này nè, không tăng không giảm mũi. Và móc cho đến khi chiều dài của áo, ví dụ như là các bạn sẽ đo chiều dài của áo khoảng tới ngang mông bé đi nha. Thì khi mà các bạn móc tới vị trí cách còn 6cm nữa là tới cái chiều dài của áo như các bạn mong muốn, là tới cái phần mông của bé ha, thì các bạn dừng lại nha, để móc cái phần tăng mũi tiếp theo trên cái mẫu áo này. Tại vì trên cái mẫu áo này nó sẽ có hai cái vị trí tăng mũi lận mọi người, nên là khi mà các bạn móc tới cách chiều dài của áo 6cm thì các bạn sẽ dừng lại để mình tiếp tục hướng dẫn cho mọi người nha. Sau khi mình móc liên tiếp được 14 hàng móc từ cái phần nách áo mình tính xuống nè, 14 hàng thì mình thấy chỉ còn 6cm nữa là đạt chiều dài của áo rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tăng mũi lần 2 nha. Thì đây là dòng móc số 14 của phần thân dưới của áo này. Thì mình sẽ tiếp tục móc tiếp cái dòng móc số 15. Thì ở móc dòng móc số 15 thì các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính, và tính đây là mũi kép đơn đầu tiên đến dòng móc số 15. Sau đó thì các bạn sẽ quay ngược dòng móc lại. Thì cứ xong một hàng móc thì mình sẽ đều quay ngược dòng móc để móc dòng móc tiếp theo. Cái này mình đã có nói trước đó với mọi người rồi nha. Thì ở đây các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên, đâm kim vào chân móc thứ hai, và móc cho mình vào chân móc thứ hai này là hai mũi kép đơn chung một chân móc. Thì tới đây mình có đổi sang cái màu len màu trắng này, do mình đang móc song song hai áo cùng một lúc, nhưng mà hai áo này mình móc cùng một size á, nên mọi người cứ móc như bình thường nha. Thì ở trong móc thứ hai mình đã móc được hai mũi kép đơn, thì trong móc thứ ba mình sẽ móc một mũi kép đơn. Tiếp sau đó thì chân móc tiếp theo là chân móc thứ tư, mình sẽ móc vào đây là hai mũi kép đơn trong một chân móc. Chân móc thứ năm một mũi kép đơn. Chân móc thứ 6, hai mũi kép đơn chung một chân móc. Thì ở đây các bạn sẽ thấy được là cứ một chân mình tăng mũi thì một chân mình không tăng nha. Và cứ như vậy thì mình sẽ lặp lại cho đến hết cái dòng móc số 15 như vậy. Và sau đó từ dòng móc số 16 trở đi cho đến khi chiều dài của váy đạt phù hợp với bé thì mình sẽ không có tăng mũi nữa nha. Mình chỉ tăng mũi duy nhất ở hàng móc số 15 ở đây thôi. Ở đây sau khi mình móc xong dòng móc số 15 thì mình đã tăng mũi dòng móc số 15 rồi, thì dòng móc số 16, 17, 18, 19 thì mình không có tăng mũi mà chỉ cần móc thẳng xuống thôi. Và mình thấy chiều dài như vậy đã phù hợp rồi. Các bạn có thể móc thêm một hàng nữa cũng được cho tròn 20 hàng nha. Thì sau khi mình móc xong dòng móc số 19 thì mình sẽ cắt sợi đi. Và vậy là cái chiều dài của áo đã phù hợp với bé rồi. Bây giờ mình sẽ móc thêm cái phần bèo phía trên. Thì cái áo này nó sẽ có thêm một cái phần bèo ngắn tạo cái điểm nhấn cho cái phần bèo như ở đây nè. Ở đây mình đã móc sẵn một phần bèo như vậy nè. Thì phần bèo này nó là một hàng mũi kép bình thường thôi nha mọi người. Và cách móc của nó như sau. Thì mình sẽ móc ở vị trí là trên cái hàng tăng mũi cuối số 15 một hàng, tức là nó sẽ nằm giữa hàng số 14 và hàng số 13. Thì nó sẽ nằm ở chân móc của hàng số 13 nha mọi người. Thì cách móc rất là đơn giản. Ở đây thì mình sẽ ví dụ cho mọi người. Thì mọi người quan sát nè. Mọi người sẽ quan sát một cái hàng móc bất kỳ ở cái hàng mình bắt đầu móc là hàng móc số 13 là hàng lẻ nè. Thì các bạn sẽ giống lên ở một cái hàng lẻ bất kỳ nào đó. Thì đây mình ví dụ ở hàng số 11 nha. Thì mình sẽ đâm kim vào vị trí này nè, vị trí mà các bạn móc cái mũi kép của dòng móc tiếp theo luôn, dòng móc số 14 nè. Thì mình sẽ xỏ kim qua cái chân móc này và đưa cái bằng sợi mới vào đây.
Thì thay vì các bạn xỏ như mình ở đây này thì các bạn xỏ vào dòng móc số 13 này. Ở đây thì mình móc ở dòng móc số 13 nha. Thì mọi người lưu ý cho mình nha. Bây giờ mình chỉ đang hướng dẫn cho mọi người cách móc cái phần bèo ngắn ngắn ở trên này thôi nha. Thì khi mình đưa cái phần kim móc vào cái chân móc ở đây thì mình sẽ đưa cái phần sợi vào đây. Sau đó thì mình sẽ lên 3 mũi bính. 1, 2, 3. Mình sẽ đâm kim tiếp tục vào chân móc này và móc một mũi kép đơn. Thì khi mà các bạn móc á thì các bạn sẽ gập cái phần hàng móc này lại nè. Đó, các bạn sẽ gập lại như vậy nè. Để cho cái chân móc nó lộ ra thì các bạn sẽ dễ dàng đâm kim hơn nha. Thì đây là khi mình gập lại thì các bạn thấy nó có cái lỗ ở đây nè. Thì các bạn chỉ cần đâm kim vào cái lỗ này và móc một mũi kép đơn. Tiếp theo thì ở chân móc tiếp theo cũng vậy, các bạn sẽ quan sát này, nó sẽ có một cái ô ở đây nè, sát bên cái chân mà các bạn vừa đâm kim hồi nãy luôn á. Đây, các bạn sẽ đâm kim vào cái ô này và móc hai mũi kép đơn vào ô này. Thì nó cũng chính là chân móc của dòng móc tiếp theo luôn đó mọi người. Cái dòng móc mà các bạn vừa móc phía trên này nè, cái chân móc đó trước đó các bạn đã có móc mũi kép rồi thì chúng ta sẽ móc tiếp vào đây thôi. Tiếp theo thì các bạn sẽ đâm kim vào cái lỗ móc tiếp theo và móc hai mũi kép đơn. Và cứ như vậy các bạn sẽ đi theo cái phần viền này của cái hàng móc này và đi hết cái vòng áo luôn cho mình, cho tới cái chân móc gặp lại chân móc đầu tiên. Thì khi gặp lại chân móc đầu tiên thì các bạn sẽ trượt một mũi trượt vào cái mũi bính thứ ba của dãy ba mũi bính đầu tiên để kết thúc cái hàng móc này. Vậy là khi mà các bạn thực hiện cái thao tác đó thì các bạn sẽ tạo được một cái bèo ngắn phía dưới để tạo điểm nhấn cho cái phần bèo áo ở đây nha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cái phần thân dưới của áo nè. Đây, đây là cái phần tăng mũi phía dưới, đây là cái phần bèo ngắn mình đã móc sau cùng. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ráp cái phần vai áo và móc cái phần bèo ở phần tay áo ở đây nha. Thì khi ráp cái phần vai áo các bạn sẽ lưu ý cho mình, chúng ta sẽ ráp ở mặt trái của áo nha. Thì các bạn sẽ quan sát cái hàng mà các bạn nối ở đây nè. Hay cái hàng mà các bạn bắt đầu nối cái phần vai áo lại với nhau thì hàng này nếu mà nằm ở mặt phải thì áo này đã đang ở mặt phải này. Và khi ráp phần vai thì mình sẽ ráp vào mặt trái của áo thì mình sẽ luồn ngược cái phần áo này ra ở mặt trái nha. Đây. Thì sau khi mình luồn cái mặt trái ra rồi thì bây giờ mình sẽ ráp tương ứng những cái mũi ở phần vai áo, hai cái phần vai áo lại với nhau. Thì đây mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần dây áo phía trước và đâm kim vào chân móc tương ứng ở phần dây áo phía sau. Sau đó thì mình sẽ đưa cái phần sợi mới vào đây, mình sẽ kéo sợi kéo qua chân móc này. Sau đó các bạn sẽ cột lại. Sau khi mình thắt được một cái mũi ở đây rồi á, thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc từng mũi đơn để ráp hai cái phần mảnh móc này lại với nhau. Thì trong quá trình mà các bạn ráp lại á, thì các bạn sẽ kẹp luôn cái phần sợi thừa đây. Thì mình đã có ba cái phần sợi thừa mà mình đã móc trước đó mà nó còn dư ra thì mình sẽ kẹp luôn và giấu cái phần sợi này đi luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên ở đây, lấy sợi và kéo qua chân móc này. Sau đó thì mình sẽ lên một mũi bính. Tiếp theo mình sẽ đâm kim vào chân móc tiếp theo của mảnh móc của cái phần dây áo phía trước nè. Sau đó thì mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai của phần dây áo phía sau và móc một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ ba thì ở sau mình cũng đâm kim vào chân móc thứ ba tương ứng với nhau á, mình sẽ móc một mũi đơn vào đây. Đó, vậy là mình đã móc được 3 mũi đơn liên tiếp và ráp được 3 mũi của hai cái phần dây áo lại với nhau rồi. Tiếp theo thì mình sẽ lần lượt ráp từng mũi như vậy cho đến hết cái phần dây áo này. Thì cái phần dây áo này khi chúng ta khởi tạo dãy bính đầu tiên là gồm có 12 mũi bính đó nha mọi người, thì nó sẽ tương ứng với 12 chân móc nha. 12 chân móc với 12 mũi đơn. Sau khi mình ráp tới chân móc cuối cùng ở đây thì mình sẽ lấy sợi kéo qua cái phần sợi len trên kim móc và bây giờ mình sẽ cắt sợi đi. Rút phần sợi này lên nha. Vậy là mình đã ráp được hai cái phần dây áo lại với nhau tại một cái hàng móc như thế này. Và còn hai cái phần sợi cuối cùng này thì các bạn có thể dùng kim khâu len để giấu cái phần sợi này vào cái hàng mũi đơn mà các bạn vừa móc xong ở đây nha. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách móc phần bèo áo của phần dây áo ở đây.
Để móc phần bèo tay áo thì các bạn sẽ đâm kim vào vị trí 6 cái mũi bính mà các bạn thêm ở phần nách đây nè. Thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc ở giữa bất kỳ của cái vị trí những cái mũi bính trên cái phần nách. Sau đó thì mình sẽ đưa cái phần sợi vào đây. Mình sẽ thắt một nút như vậy để cho phần sợi này được chắc chắn hơn và không bị rút ra trong khi mình bẻ mặt nha. Sau đó thì mình sẽ đâm kim tiếp tục vào chân móc này, lấy phần sợi dài kéo qua chân móc này, tiếp tục lên 3 mũi bính. Và 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên. Tiếp theo thì mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai, móc một mũi kép đơn. Thì phần 6 cái mũi ở phần nách này thì tương ứng với 6 cái mũi kép đơn nha mọi người. Mỗi cái mũi như vậy là mình sẽ móc một mũi kép đơn thôi. Đây, ở chân móc thứ 3 nè. Ở chân móc thứ 4. Và khi mình móc tới chân móc thứ 4 thì mình sẽ tới được cái vị trí phần dây áo. Đây, vị trí mình bắt đầu tăng mũi để lên cái phần dây áo nè. Thì ở vị trí này các bạn sẽ móc cho mình như sau. Ở đây, chân móc ở giữa, giao giữa cái hàng mũi kép này và cái hàng mà mình bắt đầu thêm mũi ở nách thì mình sẽ đâm kim vào giữa này. Vị trí giao giữa hai hàng móc này và móc vào đây một kép đơn. Tiếp theo thì mình sẽ đến cái vị trí là chiều cao của mũi kép, tức là cái vị trí mà hai mũi kép đơn này tăng mũi ở chân móc cuối cùng, thì cái hàng kép đơn này mình sẽ đâm kim vào vị trí cái mũi kép này và móc vào đây là một kép đơn. Tiếp tục móc tiếp thêm một mũi kép đơn vào đây. Sau đó thì các bạn sẽ lên cho mình 2 mũi bính, tiếp tục đâm kim vào vị trí này và móc tiếp 2 mũi kép đơn. Vậy là ở vị trí chiều cao của mũi kép đơn ở đây á, thì các bạn sẽ có là 2 kép đơn, 2 bính và 2 kép đơn. Tiếp theo thì mình sẽ đến cái vị trí giao ở giữa của hai hàng mũi kép này, thì mình sẽ đâm kim vào giữa và móc vào giữa cái vị trí giao giữa hai hàng mũi kép này là một mũi kép đơn. Tiếp theo thì mình sẽ đến hàng mũi kép tiếp theo ở đây. Thì mình sẽ đâm kim vào cái vị trí chiều cao của mũi kép này, tức là cái ô móc này nè. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc là 2 kép đơn. Hai bính. Và tiếp tục móc tiếp vào đây 2 kép đơn. Đó, một cái cụm họa tiết như vậy á. Sau đó thì các bạn sẽ tới cái vị trí ở giữa giao giữa hai hàng mũi kép, thì mình sẽ đâm kim vào giữa hai hàng mũi kép này và móc một mũi kép đơn vào đây. Thì mình đã tới cái vị trí hàng mũi kép tiếp theo thì mình sẽ móc vào giữa cái mũi kép này tương tự cái cụm họa tiết giống như trước đó mình đã móc này, hai kép, hai bính và hai kép. Và cứ vậy các bạn sẽ lặp lại và đi viền theo cái phần tay áo này này, đi lui phía sau cho đến khi các bạn đi xuống dưới cái phần nách ở phía bên này, là nó sẽ đối xứng với nhau vì cách tăng mũi nó giống nhau mà. Nên là các bạn sẽ móc từng cụm họa tiết như vậy cho đến khi xuống những cái mũi ở phần thêm mũi ở phần nách này. Thì ở phần thêm mũi ở phần nách này cứ 6 mũi thì mình sẽ móc 6 kép thôi, không có tăng, không có giảm mũi ở phần dưới này nha. Sau khi mình móc tới chân móc cuối cùng trên hàng móc đầu tiên của phần bèo tay áo thì mình sẽ đâm kim vào cái mũi bính thứ ba của dãy 3 mũi bính đầu tiên khi mình bắt đầu móc hàng móc này và trượt một mũi trượt vào mũi bính thứ ba là mình đã xong được dòng móc đầu tiên rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc tiếp dòng móc số 2. Thì đầu tiên mình cũng sẽ lên 3 mũi bính. Và ở đây thì mình 3 mũi bính này mình sẽ tính nó là mũi kép đơn đầu tiên. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào 4 cái chân móc tiếp theo nè. Thì tức là những cái chân móc ở cái phần 6 cái mũi ở phía nách này, thì các bạn sẽ lần lượt móc mỗi chân móc như vậy cho mình là một cái mũi đơn vào, một cái mũi kép đơn vào những cái chân móc ở đây nha. Thì ở đây nó sẽ tùy thuộc vào các bạn đưa cái phần kim móc, đưa cái phần dây đầu tiên vào cái mũi nào thì cái số mũi móc ở đây nó sẽ thay đổi nè. Thì lúc mình đâm kim nó bị chệch sang phía bên tay phải của mình, nên là ở đây mình sẽ móc liên tiếp được 4 cái mũi như vậy nè, 5 cái mũi tính cái mũi đầu tiên như vậy nha. Và khi mình móc như vậy á thì mình sẽ tới cái cụm họa tiết đầu tiên. Còn hai chân móc nữa là mình đã tới cái vị trí mà hai cái mũi bính ở giữa của cái cụm họa tiết là hai kép,
hai bính và hai kép nè. Thì mình sẽ đâm kim vào vị trí hai cái mũi bính ở giữa này và móc vào đây là hai kép. Tiếp tục lên hai bính và đâm tiếp vào cái ô móc này và móc vào đây thêm hai kép nữa. Là mình đã móc cái cụm họa tiết giống hoàn toàn như cụm họa tiết ở dòng móc số 1, hai kép, hai bính và hai kép. Sau đó thì mình sẽ bỏ qua hai chân móc. Đây, mình sẽ bỏ qua hai chân móc 1 2. Đâm kim vào chân móc thứ ba cũng chính là cái mũi kép đơn ở giữa của năm cái mũi kép đơn liên tiếp ở đây thì mình sẽ đâm kim vào chân móc này và móc một mũi kép đơn. Sau đó thì mình sẽ tới vị trí là hai chân móc tiếp theo thì mình sẽ tới hai cái mũi bính ở giữa của cụm họa tiết tiếp theo thì mình sẽ đâm kim vào hai cái mũi bính này và móc vào đây là hai kép. Hai bính và hai kép. Đó thì các bạn sẽ thấy cái cụm họa tiết này nó sẽ giống cụm họa tiết trước đó. Sau đó thì mình sẽ bỏ qua hai chân móc, đâm kim vào chân móc thứ ba, móc một kép đơn vào đây. Tiếp theo thì mình sẽ móc vào vị trí hai mũi bính tiếp theo một cái cụm họa tiết giống như mình vừa hướng dẫn xong và lặp lại cái thao tác này cho đến hết cái dòng móc số 2 này nha. Thì các bạn lưu ý là những cái mũi ở phần nách này chúng ta chỉ móc mũi kép đơn, khi nào mà các bạn đi hết cái cụm họa tiết và tới những cái mũi ở phần nách áo 6 mũi này thì chúng ta sẽ đi mũi kép đơn như bình thường nha. Thì sau khi mình móc tới cuối cái dòng móc số 2 của phần bèo tay áo thì mình sẽ trượt mũi trượt vào cái mũi bính thứ ba của dãy 3 mũi bính đầu tiên trên cái dòng móc này. Sau đó thì mình sẽ cắt sợi đi và kéo cái phần sợi vào phía trong mặt trái của phần bèo áo ở đây. Và mình sẽ giấu cái phần sợi này vào phía trong này luôn nha. Ở đây các bạn sẽ dùng kim khâu len để giấu cho mình, miễn sao cái phần sợi này được chắc chắn và xen kẽ trong những phần mũi ở phía mặt trái là được nha. Và khi mình móc xong cái phần bèo của phần tay áo rồi á, thì mình cũng đã hoàn thành xong hướng dẫn móc một cái mẫu áo rất là dễ thương cho bé như thế này nha. Bước cuối cùng thì mình sẽ trang trí thêm cho phần áo này bằng những cái bông hoa rất là xinh xắn như thế này. Đây, đây những bông hoa mình đã móc sẵn. Bây giờ mình chỉ dùng kim chỉ để khâu đính những bông hoa này lên cái mặt trước của áo. Vậy là xong cái mẫu áo này rồi nha mọi người. Sau khi mình gắn những bông hoa vào thì mình cũng đã hoàn thành xong hướng dẫn móc cái mẫu áo rất là xinh xắn như thế này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài hướng dẫn của mình. Mọi người nếu khi xem bài hướng dẫn của mình mà thấy hay thì mọi người nhớ nhấn thích video, để lại bình luận và bấm đăng ký kênh, kết hợp phần chuông để nhận được thông báo khi ra bài hướng dẫn mới nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong bài hướng dẫn lần sau.